Thưa quý vị, chiều ngày 27 tháng 10 năm 2023, Ban Hoàng Pháp Trung ương khu vực phía Nam, Chư Tôn Đức phân ban đào tạo giảng sư, ban điều hành và tăng ni giảng sinh khóa 11-12 cao trung cấp giảng sư trong chương trình hội thi thuyết giảng đã cùng tham dự buổi thiền trà với sự chứng minh và ban đầu tư của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tham dự buổi thiền trà có Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, ủy viên thư ký hội đồng trị sự phó ban kim chánh thư ký ban văn pháp trung ương trưởng ban điều hành đào tạo giảng sư khu vực phía nam trưởng ban tổ chức thượng tọa thích phước nghiêm ủy viên thường trực hội đồng trị sự phó ban văn pháp trung ương phó trưởng ban điều hành đào tạo giảng sư hòa thượng thích minh thiện ủy viên hội đồng trị sự phó ban văn pháp trung ương chư tôn đức ban điều hành phân ban đào tạo giảng sư cùng trên 180 vị tăng ni sinh khóa 11, khóa 12 trung cao cấp giảng sư tham dự thay bạc ban tổ chức thượng tọa thích minh nhẫn đảm báo cáo đến hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự về kết quả hội thi thuyết giảng theo đó có chính vị giảng sinh đăng ký và chính vị đều đạt kết quả xuất sắc hoàn thành phần thuyết giảng của mình đồng thời cầu thỉnh đức hòa thượng có lời đạo từ đến toàn thể tăng ni hai khóa cao trung cấp giảng sư để lấy đó làm hành trang trong bước đường quần pháp độ sinh trong không gian trầm lắng đại chúng an trú trong chánh niệm thiền tọa trưởng lão hòa thượng thích thiện nhân có lời sách tấn đến chư tôn đức tăng ni và sự tin tưởng phát triển bền vững của giáo hội phật giáo việt nam thông qua ngành quần pháp trung ương giáo hội đặc biệt chư vị giảng sư giảng sinh sẽ mang giáo pháp của đức phật đến tất cả đồng bào phật tử các giới trong nước và ngoài nước giúp cho đồng bào phật tử hiểu rõ tin tưởng và thực hành đúng theo lời dạy của đức phật để đạt được sự an lạc của nội tâm và sự giải thoát nội tại ngay trong cuộc sống những phiền não khổ đau ngay trong đời này qua đó cho nên vấn đề giảng kinh thuyết pháp là một trách nhiệm nặng nề của tất cả hàng đệ tử xuất gia đặc biệt là các vị giảng viên giảng sinh và giảng sư của ngành hoàng pháp là người mang truyền giáo pháp của đức phật đến với tất cả mọi người thấm nhuần tinh thần của đức phật bằng tinh thần giải thoát qua lời sách tấn của đức hòa thượng Đại chúng càng nhận thấy trách nhiệm quan trọng của người làm công tác Hoàng Pháp trong thời đại mới, thời đại của kỷ nguyên số, đòi hỏi, và thách thức nhiều thứ mà một vị giảng sư cần phải trang bị cho mình. Sau đó, đại chúng cùng lắng tâm nghe Quý Tôn Đức Tăng Ni chia sẻ về những kinh nghiệm trong quá trình Hoàng Pháp độ xanh, những thuận lợi khó khăn dưới mắt hiện nay, nhất là việc Hoàng Pháp trên nền tảng mạng xã hội, trong không gian trầm lắng thấm tình đạo dị, đại chúng cùng dùng trà và chia sẻ sách tính nhau trong bước đường hoàng pháp độ xanh, bảo Phật, ân đức.